Xin chào các em. Hôm nay làm video này chia sẻ với các em bài tập trắc nghiệm về ADN nhân đôi. Trước khi bắt đầu câu số 1, các em hãy đăng ký, chia sẻ cũng như nhấn vào cái chuông giúp cô nhé. Câu 1. Giả sử một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ADN con là. Như vậy, một ADN mẹ nhân đôi liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra 2 lũy thừa X gen con. Các em muốn biết số gen con bằng bao nhiêu thì chúng ta thấy X vào thì ta được số gen con bằng 2 mũ 5 bằng 32. Như vậy các em chọn đáp án câu A. Câu 2. Một gen có chiều dài là 0,51 micromet. Gen này nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cung cấp số nu là. Như vậy đề cho chúng ta chiều dài bằng 0,51 micromet. Các em cần phải đổi về ăn trong bằng cách chúng ta lấy 0,51 nhân cho 10 lũy thừa 4 thì ta được 5.100 ăn trong. Khi đổi về ăn trong thì các em áp dụng công thức ta suy ra được N bằng 2L chia cho 3,4 bằng, các em thế số vào, 2 nhân 5.100 chia 3,4 bằng 3.000 nu. Nếu gen nhân đôi một lần thì số nu của môi trường cung cấp cũng chính bằng số nu trong gen. Như vậy N trong gen bằng 3.000 thì N của môi trường cũng là 3.000. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 3. Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nu trên một mạch là A bằng 70, C bằng 100, X bằng 90, T bằng 80. Như vậy đề cho chúng ta trên một mạch của gen có A bằng 70, C bằng 100, X bằng 90 và T bằng 80. Và đề không nói mạch 1 hay mạch 2. Như vậy ta cho là mạch 1 ký hiệu A1, C1, X1 và T1. Gen nhân đôi một lần, số nu loại X mà môi trường cung cấp là. Như vậy yêu cầu tìm cho chúng ta yêu cầu tìm MC môi trường bằng X môi trường bằng bao nhiêu. Ta có G bằng X bằng G1 cộng cho X1. G1 là 100 cộng cho X1 là 90 bằng 190 nu. Cặp GX bằng 190 nu và gen nhân đôi một lần. Như vậy số nu loại X trong môi trường nội bào cung cấp cũng chính bằng cặp GX trong gen. Ta chọn đáp án là câu A. Câu 4. Tổng số liên kết hydro chứa trong các gen con sau 3 lần nhân đôi của một gen mẹ là 23.712 liên kết. Gen có tỷ lệ A trên G bằng 2/3. Hỏi số nu mỗi loại của gen nói trên là. Đề cho chúng ta hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, cho số liên kết hydro chứa trong các gen con sau 3 lần nhân đôi. Như vậy số liên kết hydro này là số liên kết hydro hình thành, thì chúng ta có công thức là H hình thành bằng 2 lũy thừa X nhân cho H trong gen và bằng 23.712 liên kết. Và giả thuyết thứ hai, đề cho A trên C bằng 2/3. Như vậy từ giả thuyết thứ hai, đề cho dưới dạng phương trình, các em rút gọn phương trình, ta có A trên G bằng 2/3, suy ra A bằng 2/3 G. Đây là phương trình 1.
đời yêu cầu chúng ta tìm số mu mỗi loại trên gen, nghĩa là tìm ATGX bằng bao nhiêu. Mà muốn tìm ATGX, ta sẽ áp dụng giải phương trình để cho chúng ta số liên kết hydro hình thành trong các gen con. Như vậy, từ giả thuyết này, các em tìm được số liên kết hydro trong gen mà số liên kết hydro hình thành bằng 2 lũy thừa X nhân H trong gen và bằng 23.712 liên kết. Ta suy ra 2 mũ X, ta thế vào đó là 2 mũ 3 gen nhân đôi 3 lần nhân cho H bằng 23.712. Ta suy ra 23.712 chia cho 2 lũy thừa 3 bằng 2.964, mà H bằng 2A cộng 3C bằng 2.964, và đây ta gọi là phương trình 2. Và các em giải phương trình 1 và phương trình 2 từ 1 và 2, ta suy ra các em lấy phương trình 1 thế vào phương trình 2 thì ta được 2 nhân 2 phần 3 C cộng 3 C bằng 2964. Suy ra các em thực hiện quy đồng mẫu số, vậy ta suy ra C bằng X bằng 8892 chia cho 13, ta được 684 nu. Các em lấy kết quả của cặp C X thế vào phương trình 1, vậy A bằng T bằng 2 phần 3 nhân cho 684 bằng 456 nu. Vậy cặp AT là 456, cặp CX là 684. Vậy đáp án của câu 4 là B. Câu 5. Một gen có 450 nu adenine và bằng 3 phần 2 số nu loại guanine nhân đôi một số lần và đã phá vỡ 27.000 liên kết hydro. Hỏi số lần nhân đôi của gen nói trên là bao nhiêu? Đề cho chúng ta số nu loại A bằng T bằng 450 và A bằng 3 phần 2 C. Đây là dạng phương trình. Trong quá trình nhân đôi đã phá vỡ 27.000 liên kết hydro, như vậy H phá vỡ bằng 2 mũ X trừ 1 nhân cho H trong gen bằng 27.000. Hỏi số lần nhân đôi của gen nói trên là bao nhiêu? Các em chú ý, trong giả thiết hydro phá vỡ, chúng ta có 2 mũ X gen con. Như vậy muốn tìm được số lần nhân đôi, các em tìm cho cô số liên kết hydro trong gen là bao nhiêu, để thế vào công thức này thì ta tìm được số lần nhân đôi của gen nói trên, mà ta có A bằng T bằng 450 nu và phương trình A bằng 2 phần 3 T G. Như vậy ta thế vào phương trình mà A bằng 3 phần 2 G. Đây là phương trình ta suy ra G bằng X bằng 2A trên 3 bằng, các em thế vào 2 nhân cho 450 chia 3 bằng 300 nu. Như vậy cặp AT là 450, CX là 300, mà hydro, số liên kết hydro trong gen bằng 2A cộng 3C. Ta thế vào công thức bằng 1.800 liên kết. Theo đề ta có H phá vỡ bằng 2 mũ X trừ 1
nhân cho h trăm sen và bằng 27.000. Liên kết các em thế và phương trình ta được 2 mũ x trên con trừ 1 nhân cho h trăm sen là 1.800 và bằng 27.000. Các em suy ra 2 mũ x trừ 1 bằng 27.000 chia cho 1.800 ta được 15. Suy ra 2 mũ x bằng 15 cộng 1 bằng 16. Suy ra x bằng 4 lần. Các em chọn đáp án là câu B. Câu 6. Gen dài 1,02mm và có hiệu sữa guanin với loại nu không bổ sung là 10%. Nếu gen này nhân đôi 4 lần thì số liên kết hydro chứa trong các gen con được tạo ra là. Đề cho chúng ta giả thiết chiều dài bằng 1,02mm. Các em đổi về ăn trong bằng cách là chúng ta lấy 1,02 nhân cho 10 lũy thừa 7 thì chúng ta được đơn vị là ăn trong. C trừ với một loại nu khác không bổ sung tức là A bằng 10% và X bằng 4. Và chúng ta có công thức số liên kết hydro hình thành bằng 2 mũ X nhân cho H trăm sen bằng bao nhiêu. Muốn tìm được số liên kết hydro hình thành trong các gen con, chúng ta cần tìm được liên kết hydro trong gen mà từ chiều dài các em tìm được tổng số nu của gen. C trừ A bằng 10%. Chúng ta giải phương trình, ta có L bằng 1,02 nhân 10 mũ 7 ăn trong. Ta suy ra N trong gen bằng 2L chia 3,4. Các em thế vào 2 nhân 1,02 nhân 10 lũy thừa 7 chia cho 3,4, ta được 6 triệu nu. Mà C trừ A bằng 10%. Đây là phương trình 1. Ta có C cộng A, công thức tính phần trăm là phương trình 2. Từ phương trình 1 và 2, các em suy ra được 2R bằng 60%. Như vậy ta suy ra R bằng X bằng 60 chia 2 30%. Có N, có phần trăm của cặp giữa X, chúng ta suy ra số lượng của cặp giữa X. Vậy C bằng X bằng 30% nhân cho N chia 100. 30 nhân N là 6 triệu. Chia cho 100 thì ta được 1.800.000 nu. Như vậy, có N, có số nu cặp R X, chúng ta áp dụng công thức H bằng N cộng R. N là 6 triệu cộng R thì chúng ta bằng 7.800.000 liên kết hydro. Ta có hydro hình thành trong các gen con bằng 2 lũy thừa X nhân cho H trong gen bằng 2 lũy thừa X. X là 4 lần. Vậy là 2 mũ 4 nhân cho 7.800.000 liên kết hydro ta bằng 1.248 nhân cho 10 lũy thừa 5 liên kết. Các em chọn đáp án là câu C. Câu 7. Một gen chứa 72 vòng xoắn tiến hành tự sao 5 lần. Như vậy đề cho chúng ta C bằng N chia 20 và bằng 72. Gen tự sao 5 lần là X bằng 5. Đã sử dụng của môi trường 10.044 nu loại timin A môi trường bằng T môi trường và bằng 10.044
0.044 nu. Tính tỷ lệ phần trăm từng loại nu của gen nói trên. Như vậy, từ giả thuyết thứ nhất đề cho số chu kỳ sống trong gen, thì các em tính ra được tổng số nu của gen nói trên. Ta có C bằng N chia 20 bằng 72, suy ra N bằng 72 nhân 20 bằng 1440 nu. Mà gen nhân đôi 5 lần và cặp AT trong môi trường là 10.044 nu. Ta có công thức A môi trường bằng T môi trường bằng 2 mũ x gen con trừ 1 nhân cho A trong gen và bằng 10.044. Các em thế vào và chúng ta suy ra được A trong gen. Ta suy ra A bằng T bằng 10.044 chia cho 2 mũ 5 trừ 1 bằng 324 nu. Ta đã tìm được số lượng của cặp AT là 324 nu và chúng ta đã có tổng số nu của gen là 1440 nu. Như vậy các em áp dụng công thức tính phần trăm thì ta có A bằng T bằng A chia cho N nhân 100. Ta thế số vào thì ta được A là 324 chia N 1440 nhân cho 100 bằng 22,5%. Như vậy, cặp AT ta được 22,5%. RX còn lại ta sử dụng công thức A cộng R bằng 50%. Thì ta suy ra R bằng X bằng 50 trừ cho A là 22,5% bằng 27,5%. Như vậy, cặp AT là 22,5%, cặp RX là 27,5%. Đáp án của câu 7 là C. Câu 8. Gen tự sao 3 lần có 10.906 liên kết hóa trị và các gen con tạo ra chứa 16.256 liên kết hydro. Số lượng nu từng loại của gen nói trên là. Như vậy đề cho chúng ta 3 giả thuyết. Thứ nhất, gen nhân đôi 3 lần có x là 3. Số liên kết hóa trị khi gen nhân đôi là 10.906 liên kết hydro hình thành khi gen nhân đôi là 16.256 liên kết. Và đề yêu cầu chúng ta tính A bằng T bằng bao nhiêu nu, R bằng X bằng bao nhiêu nu. Từ giả thuyết thứ nhất, số liên kết hóa trị khi gen nhân đôi, các em tìm được tổng số nu. Và từ giả thuyết thứ hai, số liên kết hydro hình thành khi gen nhân đôi, thì các em tìm được số liên kết hydro trong gen. Khi có tổng số nu trong gen và số liên kết hydro trong gen, thì các em giải phương trình, chúng ta tìm được ATGX. Ta có số liên kết hóa trị khi gen nhân đôi bằng 2 lũy thừa X trừ 1 nhân cho N trừ 2 và bằng 10.906. Ta suy ra N bằng 10.906 chia cho 2 mũ 3 trừ 1 cộng 2. Các em trừ 2 đem qua đây là cộng 2 bằng 1.560 nu. Hydro hình thành khi gen nhân đôi có công thức là 2 mũ x nhân cho h trong gen và bằng 16.256
256 em suy ra là h bằng 16.256 chia cho 2 mũ 3 bằng 2.032 liên kết. Như vậy chúng ta có n, có h. Các em giải phương trình để tìm ATCX trong gen. N bằng 2A cộng 2C, h bằng 2A cộng 3G. Các em có thể giải phương trình này hoặc ta áp dụng công thức rút gọn h bằng n cộng g. Ta suy ra g bằng x bằng 2032 trừ cho 1560, ta được 472 nu. A cộng g bằng n chia 2. Ta suy ra a bằng t bằng 1560 chia 2 trừ cho g là 472, ta được 308 nu. Như vậy AT bằng 308, CX bằng 472. Chọn đáp án câu A. Câu 9, gen dài 5100 ăn trong và có số liên kết hydro giữa A và T bằng số liên kết hydro giữa C và X. Gen tái sinh liên tiếp 4 đợt, tổng số liên kết hydro bị phá hủy trong quá trình gen nhân đôi là. Để cho chúng ta 3 giả thuyết. Thứ nhất, chiều dài của gen là 5100 ăn trong. Thứ hai, số liên kết hydro của cặp AT bằng số liên kết cặp RX của cặp AT là 2 liên kết hydro và bằng của cặp RX là 3 liên kết hydro. Như vậy chúng ta có 2A bằng 3G và X bằng 4. Đề yêu cầu chúng ta tính số liên kết hydro phá hủy hay là phá vỡ khi gen nhân đôi 2 mũ X trừ 1 nhân cho H trong gen bằng bao nhiêu. Chúng ta cần tìm số liên kết hydro trong gen. Ta có L bằng N chia 2 nhân 3.4 và bằng 5100 ăn trong. Ta suy ra N bằng 2L chia cho 3.4 bằng 2 nhân cho 5100 chia 3.4, ta được 3000 nu. Mà giả thuyết thứ hai cho chúng ta 2A bằng 3G. Em suy ra rút gọn phương trình thì ta được A bằng 3/2G và đây là phương trình 1. Ta vừa tìm tổng số nu là 3000. Như vậy các em áp dụng công thức A cộng G bằng N chia 2 và bằng 1500. Đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 ta suy ra, các em lấy phương trình 1 thế vào phương trình 2 thì ta được 3/2G cộng G bằng 1500. Quy đồng mẫu số 3G cộng 2G bằng 1500 nhân 2 bằng 3000. Ta suy ra 5G bằng 3000. Như vậy suy ra G bằng X bằng 3000 chia 5 bằng 600 nu. Muốn tìm số liên kết hydro trong gen, các em áp dụng công thức rút gọn H bằng N cộng G. Ta suy ra H bằng 3000 cộng G là 600. Như vậy ta được 3600 liên kết. Và các em thế vào công thức. Vậy hydro trong gen bằng 3600 liên kết hydro. Ta suy ra H phá vỡ bằng 2 mũ X, 2 mũ X, X là 4,
trừ 1 nhân cho h trong gen là 3600. Như vậy ta được 54.000, liên kết là câu A. Câu 10. Một gen có khối lượng 75 nhân 10 mũ 7 đơn vị carbon và có A trên G bằng 2/3. Gen nhân đôi 3 lần. Hỏi số nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là. Như vậy đề cho chúng ta 3 giả thuyết. Thứ nhất, khối lượng bằng 75 nhân 10 mũ 7 đơn vị carbon, A trên G bằng 2/3 và gen nhân đôi 3 lần, có nghĩa là x bằng 3. Đề yêu cầu chúng ta tìm số nu từng loại môi trường cung cấp, tức là A môi trường bằng T môi trường bằng bao nhiêu nu, G môi trường bằng x môi trường bằng bao nhiêu nu. Các em chú ý, muốn tìm cặp AT môi trường, GX môi trường thì các em cần phải tìm cặp AT, GX trong gen. Mà muốn tìm cặp AT, GX trong gen, các em dựa vào hai giả thuyết. Thứ nhất là khối lượng, thứ hai là A trên G bằng 2/3. Ta có M bằng N nhân 300. Các em suy ra N bằng 75 nhân 10 mũ 7 chia 300 thì ta được 2.500.000 nu. Mà A trên G bằng 2/3, các em suy ra A bằng 2/3 G. Đây là phương trình thứ nhất. Ta có công thức A cộng G bằng N chia 2. N các em tìm được là 2.500.000. Các em thế vào đây thì chúng ta được là 1.250.000. Và đây là phương trình 2. Các em giải phương trình 1, 2 từ 1 và 2 suy ra. Lấy phương trình 1 thế vào phương trình 2, ta được 2/3 G cộng G bằng 1.250.000. Em quy đồng mẫu số suy ra 2G cộng 3G bằng 1.250.000 nhân 3, suy ra 5G bằng 3.750.000, suy ra G bằng Y bằng 3.750.000 chia cho 5 thì ta được 750.000 nô. G bằng 750.000, thế vào phương trình 1 thì ta được AT. Vậy A bằng T bằng 2/3 nhân cho 750.000 bằng 500.000 nô. Có cặp AT GX trong gen, thế vào công thức thì ta được ATGX của môi trường cung cấp. Vậy A môi trường bằng T môi trường bằng 2 mũ X trừ 1 nhân cho A trong gen. Ta thế số vào 2 mũ X, X là 3. 2 mũ 3 trừ 1 nhân cho A trong gen là 500.000. Thì chúng ta được 3.500.000. Và các em lấy lũy thừa thì ta được là 350 nhân 10 lũy thừa 4 nô. Tương tự, G môi trường bằng X môi trường bằng 2 mũ 3 trừ 1 nhân cho G trong gen là 750.000 bằng 5.250.000. Và chúng ta lấy lũy thừa là 525 nhân 10 lũy thừa 4 nô. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 11. Một gen nhân đôi đã dùng của môi trường 42.300 nô. Đề cho số nô môi trường bằng 42.300. Gen con được tạo ra chứa 45.120 nu. Như vậy, trong tổng số các gen con
có 45.120 nô. Hỏi số lần nhân đôi của gen nói trên là từ hai giả thuyết này các em tìm được tổng số nô trong gen. Ta có lấy tổng số nô trong các gen con được tạo ra trừ cho tổng số nô môi trường cung cấp thì có được số nô của gen mẹ. Ta có N bằng 45.120 nô trừ cho 42.300, ta được 2.820 nô. Ta có N môi trường bằng 2 mũ x trừ 1 nhân cho N trong gen, thế vào công thức chia ra. N môi trường là 42.300 bằng 2 mũ x trừ 1 nhân cho N trong gen là 2.820, suy ra 2 mũ x trừ 1 bằng 42.300 chia cho 2.820 bằng 15. Như vậy 2 mũ x bằng 15 cộng 1 bằng 16, suy ra x bằng 4. Các em chọn A. Câu 12. Một gen có số nu là 3.000 khi thực hiện tự sao 3 lần. Hỏi môi trường nội bào đã cung cấp tổng số nu là. Đề cho chúng ta hai giả thuyết. Thứ nhất là N trong gen bằng 3.000 nu và X bằng 3. Dựa vào hai giả thuyết này, các em tìm tổng số nu môi trường cung cấp. N môi trường bằng 2 lũy thừa x trừ 1 nhân cho N trong gen bằng bao nhiêu? Thế vào công thức ta có N môi trường bằng 2 mũ 3 trừ 1 nhân cho N trong gen là 3.000 bằng 21.000 nô. Chọn đáp án là câu A. Cô vừa giải xong 12 bài tập trắc nghiệm về ADN. Các em xem video thấy hay, hãy đăng ký, chia sẻ, cũng như nhấn vào cái chuông giúp cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.